Rồi. Rồi. Lâu rồi, vừa rồi coi như ngọ nguậy thôi. Thôi, ông rộp ra, rộp ra là chóng lớn. Nên nào ra nên lấy đấy. Rồi về nó vặn ra hết mặt. Thế không không cho nó cái đệm gì à? Nó nằm thẳng cái chiếu này à? Nó cho quấn cái này vòng quanh nó. Sợ nó nóng ông, người ta bảo là sợ nóng lắm. Thôi đi, ăn được không? Phương ăn được không? Để cố mà ăn vào, cố mà ăn vào. Đúng rồi. Tại vì các bạn là nó chưa ra được sữa cho nó ấy, nên là cứ ăn nhiều cái đồ mà có sữa vào thì nó cũng tức, không chịu. Cháu chỉ ăn bình thường, ăn cơm thôi. Nó cho nó bú nhiều vào. Nó chưa thông thì chịu khó dùng cái chụp hút ấy. Đó, hút ra rồi có cho nó vào bình cho nó. Nó bú chụt chụt ra cái chỗ bú một tí không có gì, bắt đầu nó rắc. Nó lại cáu. Nó ăn ngoài nó quen rồi. Thế là bây giờ phải ăn ngoài. Ban đêm thì cháu không ép, thì ban ngày cứ mỗi một lần con bú là khóc. Gào thét đi.